Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2023. Chúng ta đang có mặt tại Chùa Long Hưng thuộc Tô Định Vĩnh Nghiêm trong khóa thiền vượt lên giới hạn chính mình. Sáng hôm nay chúng ta sẽ nghe pháp thoại trước để có tinh thần sảng khoái và có một cái thông tin đầu vào thật là đúng đắn trước khi chúng ta vào phần thực hành. Cảm ơn đại chúng đã có mặt đông đủ vào buổi sáng, trời khá lạnh. Ở Đà Lạt bây giờ cũng đang rất lạnh, ở trong Đà Lạt có gió nữa. Và buổi sáng hôm nay khi thầy bước xuống sân để đi vào thiền đường thì có một bài thơ của thiền sư Hoàng Bá xuất hiện. Thì chợt nhớ tới những cây mận ở trong thiền đường tối hôm qua ở trên sân khấu mà thầy đi xem, chở từ Mộc Châu tới đây. Nó cũng tựa những cây đào, cây mai. Và thầy rất là thích những câu thơ của thiền sư Hoàng Bá, đã truyền cảm hứng rất là lớn cho hành trình tu luyện của thầy. Đó là: trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bá thần đầu tố nhất trường, bất thị nhất phiên hàng trượt cốt, chẩm đắc mai hoa phốc tỷ hương. Có nghĩa là trần lao, những cái gian khó trong cuộc đời này, muốn thoát nó đó, phải là một bậc phi thường mới thoát được. Đó là không phải là chuyện bình thường đâu. Tức là muốn vượt lên trên những cái sự tầm thường, những cái trói buộc của cuộc đời này, những cái khổ đau trong cuộc đời này, muốn trở thành một cái người sống tự do, thông dong tự tại, có bình an lâu dài và chân thật, bạn phải là người đặc biệt lắm. Bạn phải khôn ngoan lắm, bạn phải giỏi lắm bạn mới làm được. Còn nếu mà bạn không tìm ra cách, bạn không có quyết liệt, bạn không đủ giỏi thì bạn không có làm được đâu. Trần lao quýnh thoát sự phi thường, đó là việc của một người phi thường, chứ không phải ai sinh ra đời là cũng có thể làm được. Trong bản năng tự nhiên, nếu mà bạn chỉ sống theo cái bản năng tự nhiên thôi, thích gì làm nấy, một cách bạo liệt, không có cái sự luyện tập nào hết, thì không có được đâu. Thuận theo tham sân si của con người mình là không được đâu. Trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bá thần đầu tố nhất trường. Khi mà bạn đã nhận ra vấn đề đó rồi, bạn đi tìm một con đường, bạn đi sâu vào bên trong, bạn tìm ra được cái lối để thoát khỏi cái sự tầm thường của mình, bạn tìm được con người của chính mình, thì bạn phải giữ lập trường kiên định, đi cho tới cùng, thì gọi là hệ bá thằng đầu, tức là nắm chắc đầu dây, giữ lập trường kiên định cho tới cùng, gọi là hệ bá thằng đầu tố nhất trường. Cũng như là khi mà bạn trải qua rất nhiều thăng trầm trong đời sống, bạn đã từng có vị trí trong xã hội, bạn có nhiều quyền lực, bạn có địa vị, bạn cũng từng có hạnh phúc, nhưng mà bạn chiêm nghiệm thấy rằng hạnh phúc nào nó đến rồi đi cũng rất là chóng vánh, cũng rất là không lâu dài, không lâu bền. Nó chỉ tồn tại trong ký ức của mình thôi, còn lại là những khoảng trống trên vên, còn lại là những nỗi nhớ về cái hạnh phúc đó thôi, chứ nó không kéo dài liên tục được. Còn lại là nỗi buồn, nỗi thèm khát, nỗi chờ đợi và hy vọng những hạnh phúc kế tiếp.
Bạn không muốn mình bị xiềng xích trong cái trạng thái đó nữa. Bạn muốn được tự do. Bạn không muốn lệ thuộc vào một đối tượng nào. Bạn sinh ra đời không phải để trở thành một kẻ lệ thuộc. Bạn sinh ra đời không phải để bị chạy theo một cái thứ gì đó. Bạn sinh ra đời không phải để bị người khác đặt để bạn phải trở thành cái này, cái kia. Như là một đứa trẻ con bị cha mẹ đặt để phải học trường này, trường nọ, phải mặc áo này, đi chơi với đứa bạn nọ. Bạn đã trở thành một người lớn, có đầy đủ thẩm quyền, có tự do độc lập. Thì bạn phải vươn tới hạnh phúc cuộc đời của bạn. Đó là bạn phải biết sắp đặt cuộc đời của mình, chọn lựa con đường của mình như thế nào để bạn có được tự do, có được độc lập, có được hạnh phúc. Đó là bạn phải vượt khỏi cái sự giới hạn của mình. Thì bạn phải nhìn ra sự giới hạn của mình là gì, mà nó đã cản đường, nó đã chôn vùi, nó đã siết chặt đời mình ở trong đó. Và mình đã mắc kẹt trong sự giới hạn đó từ rất lâu rồi. Đó có thể là một nhận thức sai lầm. Đó có thể là những thói quen cũ kỹ. Đó có thể là những vết thương tổn mà mình chưa có chữa lành được. Đó có thể là những con người hay ho, những con người tài năng, nó đã từng tạo nên tên tuổi và giá trị của mình, và mình đã thỏa mãn về nó mà mình chưa chịu khai phá thêm về con người của mình. Mình nghĩ con người của mình như vậy là đủ hay đủ giỏi rồi. Nhưng mà sâu thẳm bên trong mình vẫn khát khao một cái gì đó rộng lớn hơn. Mình vẫn muốn có được bình an, có được hạnh phúc và có được tự do, nhưng mà vẫn chưa được thỏa mãn. Và chính vì thế mà mình cần phải bước ra, cần phải có khát khao được bước ra, được thoát khỏi sự giới hạn của mình, gọi là rising, trỗi dậy, bừng dậy, bung ra, cởi ra. Giống như là những cái đóa hoa, những đóa hoa đào hay là những đóa hoa mai, nó nằm trong cái thân cây ủ đã lâu, trong suốt cái thời gian từ mùa hạ tới mùa thu rồi tới mùa đông, mình nhìn nó, cây nó trơ trụi vậy. Bỗng dưng tới mùa xuân khi nắng ấm tới, thì từ trong một cái thân cây khô cằn vậy, nó vọt ra những cái chiếc lá xanh mơn mởn, hoặc là nó vọt ra những cái nụ hoa lộng lẫy. Có một cái sức sống ở đâu trong cây nó vọt ra, hoặc là từ dưới đất nó trỗi dậy, gọi là spring, mùa xuân, spring vươn lên, hồi sinh, mọc lên những chồi non, những sự sống. Còn trước đó mùa đông mình có thể nhìn thấy cây trơ cành trụi lá. Thì thiền sư Hoàng Bá nói là bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, chẩm đắc mai hoa phốc tỷ hương. Nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, lạnh thấu xương, thì hoa mai đâu dễ tỏ mùi hương. Tức là hoa mai ở trong miền Nam thì có nhiều hoa mai, ở ngoài Bắc thì là hoa đào. Tôi thì yêu cả hai cái loại hoa này. Và những năm tháng ở Mỹ, tôi ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, là năm nào khi mùa hoa anh đào nở thì tôi cũng bỏ cả 2-3 tuần lễ để
ở bên cái gốc hoa đào, để đi những rừng đào để ngắm nhìn, để quan sát cái sự hình thành của một cái nụ hoa như thế nào, và khi nó nở ra rồi nó cống hiến cho đời những cái tặng phẩm đẹp đẽ như thế nào, đến khi nó tàn thì thôi. Và tôi cảm thấy rùng mình với cái sự cống hiến đó, cái hoa đào đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà tôi biết rằng là trước đó tôi đã từng nghi ngờ cái rừng hoa đào đó nó đã chết trụi giữa mùa đông vì nhìn xương xấu ghê lắm. Nhưng mà không ngờ khi xuân về thì giao diện hoàn toàn khác. Một cái rừng đào mà đôi khi dân cả nước Mỹ kéo về để trải hội, để ngắm hoa đào ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và các vùng lân cận. Ở Nhật Bản cũng thế. Nhiều người khắp nơi trên thế giới cũng đổ về Nhật Bản để ngắm hoa đào. Thì ở miền Bắc mình cũng có hoa đào rất đẹp, và chúng ta cũng chờ xuân về để ngắm hoa đào. Nhưng mà chúng ta có biết rằng là hoa đào muốn nở đẹp như vậy, hoặc là hoa mai muốn nở đẹp như vậy, thì nó phải chịu cái rét lạnh thấu xương. Nó phải chấp nhận chuyện đó, nó phải chấp nhận sự lột xác. Không có hạnh phúc nào mà không đi qua khổ đau hết. Nếu mà hoa đào bỏ chạy, nếu mà mình cưng hoa đào, mình đem hoa đào mình đưa vào trong nhãm, không cho nó trải qua trận mùa đông, thì nó không thể nào nở hoa được. Hoa mai cũng thế. Nếu chúng ta chạy trốn khổ đau, chạy trốn những khó khăn, thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy, không bao giờ biết được, tin được và nắm giữ được giá trị hạnh phúc chân thực. Và kể cả sự giác ngộ cũng phải cần có khổ đau, cần có phiền não. Tất cả các bậc giác ngộ, các bậc hiền triết đều như thế hết. Cho nên Đức Phật mới nói là phiền não tức bồ đề. Tức là nhờ có phiền não thì mới quay về tu luyện, rồi thấy phiền não nó cũng chính là một phần sinh ra sự giác ngộ. Cho nên mới nói là phiền não tức bồ đề là vậy. Cho nên biết ơn khổ đau nhiều lắm, biết ơn những cuộc thăng trầm nhiều lắm, biết ơn cái giá rét lạnh thấu xương. Bây giờ đang lạnh thì mình hơi khó chịu, nhưng mà khi nắng ấm xuân về, hoa nở, chúng ta mới biết yêu quý ngày nắng về. Như nhạc sĩ Vũ Thành An trong bài Đời Đá Vàng nói rằng: qua dầm về mưa tuyết mới yêu ngày nắng về. Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng. Đời đá vàng là sao? Tức là đá vàng á, thì nó ở trong đá. Muốn tìm được vàng á, thì phải chấp nhận đá, phải đập đá, phải đào đá trong cái đống đá mênh mông đó đó, và mới tìm được chút ít vàng. Và phải sống lẫn lộn với rất nhiều khó khăn triền miên thì bạn mới may ra tìm được chút giá trị quý giá của cuộc sống. Cuộc đời là vậy đó. Bạn phải có khóc than, phải có than trầm, bạn có khổ đau, và bạn phải vượt ra khỏi nó để vươn tới những chân trời rộng lớn, sự phi thường. Cho nên bạn đã đến cuộc đời này rồi, trời đất đã ban tặng cho bạn gia tài vô cùng quý báu, đó là một con người có giá trị linh thiêng là hiểu biết, có tính linh thiêng là một con người có tri thức, có lòng từ ái, có sự nhận biết, có nhiều giác quan linh cảm, có thể yêu thương đồng loại, có thể yêu thương muôn loài, có thể ngồi yên xuống để tạo ra năng lượng bình an như vậy nè, có thể dừng lại mọi suy nghĩ mà những loài khác có thể không làm được, có thể đi sâu vào thiền định,
dứt bỏ mọi phiền não, có thể buông xuống cái tôi của mình bất cứ lúc nào nếu luyện tập đúng đắn, có thể nhường nhịn, có thể hy sinh vì người thương, vì cộng đồng, vì xã hội, vì đất nước, có thể cống hiến, có thể sẻ chia, có thể nâng đỡ biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, biết bao nhiêu những người khó khăn mà những loài khác không thể làm được. Có thể sáng tạo, có thể kiến thiết, có thể xây dựng xã hội ngày càng trở nên phồn vinh, văn minh, tốt đẹp. Loài người làm được rất là nhiều thứ nếu chúng ta chịu khó luyện tập, nếu chúng ta tin vào giá trị mà đất trời ban tặng cho mỗi người. Mỗi ngày tôi luôn thấy hạnh phúc vì tôi vẫn thấy mình đang trưởng thành. Mặc dù năm nay là 50 tuổi rồi, nhưng mà vẫn thấy mình đang lớn lên từng ngày. Nhận thức được thay đổi, những nhận thức cũ kỹ được chết đi, và những nhận thức mới đúng đắn hơn được sinh ra. Những lăng kính hạn hẹp đã không còn nữa, thay vào đó là những lăng kính rộng lớn hơn. Dung lượng trái tim bây giờ đã có thể chứa đựng được nhiều người hơn, bớt kỳ thị, bình đẳng hơn, nhẫn nhục hơn, thí dụ vậy. Mỗi ngày mình có nhiều bình an hơn, mình có nhiều cái thấy về bản chất đời sống hơn, mình có nhiều tâm huyết để giúp đỡ cuộc đời hơn, thí dụ vậy. Thì tôi thấy rằng là mình vẫn tiếp tục lớn lên, và lớn lên từng ngày. Và mình nhìn các học trò xung quanh mình, trong đó có bàn tay đóng góp của mình, mình thấy các trò cũng thay đổi từng ngày. Mình thấy vạn vật vẫn sinh sôi nảy nở từng ngày. Ôi, vô thường hay quá. Đúng là rất là cảm ơn vô thường. Hãy tin vào vô thường, rồi ngày mai sẽ khác. Lòng sẽ bình yên hơn. Hoa mọc lên từ rác. Và chắc không cần nhạc nền, đang phá tu. Cảm ơn. Cái vô thường nó đôi khi nó làm cho chúng ta choáng váng, xiển nhiễn, bực vả, vì mình đang yêu quý cái người đó, cái người đó thay đổi, người đó bỏ đi, người đó biến mất, mình đang ở vị trí đó bị người khác giật lấy, mình bị đốn hạ, mình mất chức, tài sản đôi khi nó cũng không còn ở trong tay mình, mình oán hận vô thường. Nhưng mà ở một cái góc dịch khác, nếu mà không có vô thường thì làm sao hoa nở được, làm sao hết lạnh được, làm sao mùa đông đi, làm sao tuyết tan, làm sao nắng có thể về, làm sao người thương có thể trở lại, làm sao khổ đau có thể hết, làm sao những sự bất công có thể chấm dứt, làm sao những phiền muộn, những nỗi muộn phiền, những cái cơn đau nó có thể được nguôi ngoai. Không thể, và có thể chứ. Cho nên nhờ vô thường mà biến những điều không thể thành có thể. Và chúng ta chiêm nghiệm thấy rằng cuộc sống mà không có vô thường chắc cũng chết luôn ấy.
Một cái thứ gì đó nó tệ hại thì nó sẽ tệ hại vĩnh viễn. Những thứ gì đó là bóng tối sẽ là bóng tối vĩnh viễn. Thì làm sao chúng ta có niềm tin vào cái sự tu luyện? Chúng ta tu luyện là vì chúng ta tin vào vô thường. Chúng ta tin rằng chúng ta có thể thay đổi. Chúng ta có thể từ phàm trở thành thánh, hoặc là vượt ra khỏi cái sự phàm một chút, đi gần tới cái sự phi thường một chút. Từ bất an đi về bình an, từ đau khổ đi về hạnh phúc, từ triền phược đi về sự giải thoát. Với cái niềm tin đó thì mình mới có thể tu luyện được. Cũng giống như là chúng tôi là những nhà chữa lành thì phải tin rằng mình có thể giúp người đó hết bệnh được, người đó sẽ hết bệnh. Trong lòng mình phải có niềm tin đó thì mình mới có thể bắt tay vào việc mời người đó lên hành trình chữa bệnh được. Cho nên khi quý vị bước vào khóa thiền này, dù chỉ là một ngày, thì mình cũng phải có niềm tin. Dù chỉ là một ngày, nhưng chắc chắn phải có một sự thay đổi nào đó. Ít nhất là ngày hôm nay, mình không dùng điện thoại, mình không có tiếp xúc với nhiều năng lượng độc hại ở trên mạng. Trí não mình nó rất là biết ơn mình, nó được nghỉ ngơi, thư giãn. Mình không cần phải tiếp xúc với ai cả, không cần phải đối thoại, lên cân não, không cần phải trình diễn đối phó, không cần phải so đo tính toán, không cần phải mời tham sân si lên. Ngày hôm nay là một ngày mình vượt khỏi sự giới hạn bình thường của mình. Thay vì nằm ở nhà ngủ, trời mùa đông này trùm chăn ngủ thì còn gì bằng. Nhưng mà mình đã tung chăn, 4-5 giờ sáng đã thức dậy, vượt ra khỏi thói quen bình thường, để tới đây không phải để ngồi ngủ tiếp. Lát nữa sẽ biết. Mà là đến đây để làm người tỉnh thức, làm người bình an một ngày. Sẽ cố gắng điều đó. Có cái quyết tâm đó, tức là mình có động cơ, mình có quyết tâm, mình có con đường, mình có phương pháp, mình có đoàn thể, thì tin là mình sẽ được, sẽ làm được. Chúng ta cùng đi với nhau như là một bầy chim di cư từ miền lạnh lẽo của miền Bắc để đi về miền Nam, đi bên nhau để tiết kiệm năng lượng. Các nhà khoa học thấy rằng những bầy thiên nga nó di cư như vậy, nó đi gần bên nhau, cái lực cái con đi sau nó đẩy vào cái lực con đi trước, tiết kiệm được 70% công lực. Nếu mà nó đi một mình, mà trên thực tế không có một con thiên nga nào nó di cư mà nó có thể đi một mình được. Vì như vậy là nó sẽ chết dọc đường, vì hành trình nó rất là dài và rất là nguy hiểm. Cho nên thường khi tu luyện, chúng ta bắt đầu từ một cái hành trình dễ bị cuốn theo dòng chảy của sự sống với những cái thói quen cũ kỹ, mà muốn bứt phá ra nó để bước lên một cái trạng thái mới của cái sự phi thường. Đó là tôi muốn trở thành một người tự do, tôi không muốn bị kéo theo những thói quen cũ kỹ tiêu cực nữa, tôi muốn làm chủ cuộc đời mình. Tôi không phải đi theo một tôn giáo, tôi không phải đi theo một truyền thống nào, tôi không phải trở thành một tín đồ gì, mà tôi chỉ muốn học để trở thành một người tỉnh thức, một người làm chủ cuộc đời mình, một người có nhiều bình an, một người tự do. Hay nói đúng hơn là tôi muốn phát triển bản thân tôi để tìm ra được cái phiên bản tốt nhất mà đất trời ban tặng cho mỗi người. Trong thời gian qua thì tôi mãi mê lo những trách nhiệm bổn phận với chồng, với vợ, với con, nhiều trách nhiệm xã hội. Đôi khi tôi quên chính mình. Tôi nghĩ mình rất là tài giỏi, rất là vững chãi. Nhưng mà khi trung thực nhìn sâu vào bên trong thì tôi thấy mình còn quá nhiều khó khăn, còn quá nhiều yếu kém. Đặc biệt là nội lực có những lúc nó rất là suy yếu, có lúc thấy mình không còn là mình nữa, có bên trong có những cái trận bão lớn, có những con quái thú tràn ra bất cứ lúc nào,
Và có khi thấy mình là một con người khác, dữ dằn hay là đầy nguy hiểm. Cho nên là tôi cần có một cuộc cách mạng, một sự thay đổi lớn. Đó là cần có một cái sự bứt phá. Có thể là sau một khóa thiền tập ngày hôm nay, hay là một vài khóa thiền tập nữa, để tôi có một cơ hội dừng lại và nhìn sâu, để tôi hiểu hơn về chính mình, để tôi có được một cái con đường rõ ràng. Tôi sắp xếp cuộc sống tôi lại làm sao cho nó cân bằng. Trong đó cũng vẫn có mưu sinh, vẫn có trách nhiệm với cuộc đời, với gia đình, với người thân, mà trong đó có phần của mình. Luôn luôn được kết nối với chính mình, luôn luôn được nuôi dưỡng con người mình, luôn luôn dành thời gian để phát triển đi lên, luôn luôn là người được khai phá những giá trị bên trong của chính mình, không bao giờ dậm chân tại chỗ hay là lùi lại, mà phải là kẻ luôn luôn được đi tới, thấy được những giá trị chiều sâu của chính mình. Trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bá thằng đầu tối nhất trường. Muốn thoát khỏi trần lao này, muốn trở thành kẻ không khổ đau, kẻ không bị trầm cảm như là bao nhiêu người trên thế gian này, muốn trở thành kẻ không khổ lị trong tình yêu, trong tình thương, muốn trở thành kẻ không bị điêu đứng trong thương trường, muốn trở thành kẻ đứng vững giữa cuộc đời này. Đó không phải là chuyện bình thường đâu, đó là chuyện của kẻ phi thường đó. Nếu mà bạn muốn làm việc của một kẻ phi thường thì bạn phải đầu tư, bạn phải luyện tập, bạn phải tìm ra những cái phương pháp chính thống có chất lượng, bạn phải dành nhiều thời gian để tìm về chính mình, khai phá chính mình và đi cho tới cùng những cái phương pháp luyện tập đó. Hệ bả thằng đầu tối nhất trường. Bạn luyện tập làm sao để mà trong cái công phu luyện tập đó bạn phải trở nên hay hơn, tốt hơn, tuyệt vời hơn trước đây, thì hãy luyện tập. Vì có những người luyện tập, có những người đến các trung tâm luyện tập, đến các trung tâm thiền như một sự chạy trốn, như một nhu cầu được bình an, nhu cầu được chữa lành, rồi ở luôn trong các rừng thiền, ở luôn trong các trung tâm chữa lành và mắc kẹt luôn ở đó, không có ra được, cắt đứt luôn các liên hệ với gia đình, tránh luôn với cuộc đời và trở nên bi quan, trở nên chán đời, thì đó là sai cách. Bạn luyện tập làm sao, bạn phải bước ra khỏi sự giới hạn của mình mà. Ở đây chúng ta muốn bứt phá ra khỏi sự giới hạn, thì dĩ nhiên là giai đoạn ban đầu thì bạn cũng cần được chữa lành, bạn cũng cần có bình an, nhưng mà đó là cái phần đầu thôi. Phần kế tiếp đó là bạn phải vững vàng lên, bạn phải rất là mạnh mẽ để bạn bước ra, để bạn cống hiến, để bạn tỏa sáng, để bạn gánh vác thật nhiều trách nhiệm cho cuộc đời, để bạn yêu thương được nhiều người, để bạn làm nên nhiều giá trị cho cuộc đời. Thì các bạn học viên của thầy trong chương trình chuyên gia chữa lành tâm lý, thầy cũng dạy như thế thôi. Các bạn đến trung tâm của thầy không phải là để ở trong đó, đến đó để luyện tập, mà trong quá trình luyện tập lúc nào thầy cũng tưới tẩm cái hạt giống phụng sự hết. Và ngay khi ở nơi trung tâm của thầy thì các bạn cũng phải thể hiện tinh thần phụng sự thì mới được ở lại. Còn nếu mà thụ động, nếu mà chỉ biết có bản thân mình thôi thì phải mời dừng chương trình. Tức là cái tâm lúc nào cũng phải biết quan tâm người khác, biết mở lòng ra để hiến tặng, để sẻ chia,
thì tương lai mới có thể giúp đỡ cộng đồng được. Cho nên các bạn ở đó bị một cái áp lực rất là lớn, lúc nào cũng phải bước ra khỏi sự giới hạn của mình, lúc nào cũng phải có một cái phiên bản mới hết. Ở với thầy thì lúc nào cũng phải mới hết, không được cũ kỹ. Cũ kỹ mà nó còn chất lượng thì không sao, cũ kỹ mà hết chất lượng rồi thì không được cũ kỹ nữa, phải mới lên, phải thay đổi lên, vì mình còn khả năng mới mà, mình có thể trưởng thành được nữa mà, tại sao mình cứ lặp lại phiên bản cũ chi vậy? Cho nên là nếu mà các bạn không còn quá bận rộn, các bạn có thời gian thảnh thơi, các bạn có thể quay được trở về với chính mình, các bạn luyện tập, các bạn sẽ thấy mình được thay đổi rất nhiều. Mình thay đổi được rất nhiều cái tư duy của mình. Không hẳn lúc nào mình cũng nghĩ như vậy đâu. Mình phá vỡ rất nhiều những cái bức tường định kiến hay là thành kiến, phá được hết luôn ấy. Mình đã từng quan niệm như vậy, mình bám chấp như vậy, nhưng mà khi mình dừng lại và nhìn sâu một cách đúng đắn, đập vỡ hết những cái bức tường đó luôn. Và khi đập vỡ rồi, như một thế giới nó sụp đổ vậy, bước ra một thế giới mới rộng lớn và tự do, giống như là ngày xưa mình Việt Nam đóng lại không có ban giao với thế giới vậy đó. Khi mà mình mở cửa ra rồi là mình thấy cả một cái thế giới rộng lớn vô cùng. Ngày xưa mình ở một cái ngôi làng nhỏ, chưa bao giờ biết thành phố lớn. Khi mình lên tới Hà Nội rồi thì mình thấy ôi nó rộng lớn vô cùng. Thì trong mình có những cái bức tường ngăn cách như vậy, đi sâu vào bên trong. Khi phá vỡ được rồi, ôi thấy mình rộng lớn vô cùng. Và quý vị nên biết rằng bên trong mình còn rất nhiều bức tường cần phải tháo gỡ xuống, do nhiều thế hệ để lại, do từ nhỏ lớn lên mình chưa có cơ hội để dừng lại và nhìn sâu trong quá trình mưu sinh, trong cuộc hành trình yêu thương đầy thương tổn. Mình đã dựng lên rất nhiều bức tường, những quan niệm mình đã dựng lên để bảo vệ cái tôi ích kỷ hay là đầy sợ hãi của mình. Thì đã đến lúc chúng ta cần được trưởng thành hơn, chúng ta cần được bước ra, chúng ta cần được bay lên để cho cuộc đời mình trở nên đẹp đẽ, trở nên lộng lẫy, trở nên rực rỡ, xứng đáng để sống một đời sống đầy giá trị. Nhưng mà đau lớn, đau đớn lắm đó. Xin báo động trước, bất cứ một sự thay đổi nào nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của mình. Cho nên mới nói là nếu chẳng một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Đau đớn lắm, đau đớn vô cùng. Không phải được gọi thiền đau đớn đâu, có thiện đau không có nhầm gì hết. Thay đổi một quan niệm mới là khó khăn. Thay đổi một thói quen mới là khó khăn. Mà khi mà một cái tư duy thay đổi, nhận thức được thay đổi là cục diện cả cuộc đời mình thay đổi luôn. Có những người sau một cái tai nạn, sau một biến cố, cả cuộc đời họ thay đổi luôn. Có những người sau những đợt khủng hoảng hiện sinh chẳng hạn. Khủng hoảng hiện sinh là có giai đoạn họ cảm thấy đứt gãy sự liên hệ giữa họ với cuộc đời này. Họ không thấy họ thuộc về đâu hết. Họ thấy cuộc sống không có ý nghĩa nữa. Họ không yêu thích công việc họ nữa. Họ có người thương, họ cũng thương, nhưng mà họ không có kết nối được. Họ không biết họ là ai, lạc lõng như cuộc đời này. Có khi họ nghĩ tới cái chết. Có khi họ muốn tan biến giữa cuộc đời này. Thì gọi là khủng hoảng hiện sinh. Thì các nhà phân tâm học nói rằng là đời người chúng ta cũng trải qua một hai lần, nhiều lần như vậy. Có người trải qua rất lâu cho nên mới nhận ra
Có người trải qua quá nhanh cho nên người ta không nhận ra. Và khi trải qua những trận như vậy thì có người bị tổn thương tâm lý luôn, đưa tới trầm cảm hay là những hội chứng khác. Có người đi tới tự tử, nhưng mà có người đi tới sự khai phóng bản thân, sự khai minh, giác ngộ, bước qua một trạng thái khác, tìm một cái phiên bản khác trong cuộc đời. Và khi mà một cái nhận thức được thay đổi là người ta như là bước sang một thế giới mới vậy. Thì ngày xưa thầy cũng đã từng là một kẻ bị khủng hoảng hiện sinh. Sau khi mất song thân rồi, thầy không còn tin gì vào chuyện tu hành, không còn tin vào cái thế giới mình đang sống, không tin vào ai nữa hết. Như là một cái kẻ chết đi. Rồi thầy mới bắt đầu tìm lại sự sống từ bước chân, từng hơi thở, từ thiên nhiên, bắt đầu khôi phục lại niềm tin từ những điều rất là giản dị. Tức là giống như đã chết rồi và sống lại, mà sống một đời sống khác, trở thành một con người khác, giống như là một cái phiên bản khác được bước ra. Nhưng mà muốn có một cái phiên bản đó thì phải có một cái trận kinh thiên động địa, đau đớn tận cùng, có khi là phải chết đi vậy đó. Cho nên quý vị đừng sợ chết đi, đừng sợ đau đớn, đừng sợ nghiệt ngã, đừng sợ khổ đau, vì cái sức ép đó nó có thể giúp mình bước sang một trạng thái mới. Có một cái tư duy nữa sắp bừng nở. Còn nếu như mà mình sợ đau đớn quá đó, sợ khổ đau cuộc đời quá, thì Đức Phật đây vẫn còn một cách nữa. Đó là hãy tìm tới sự tu luyện trước. Nếu bạn có sự tỉnh thức, có chánh niệm, có trí tuệ thì không cần quá nhiều khổ đau thì bạn vẫn có thể tìm thấy chân lý của cuộc sống. Vậy nên là trong khóa tu ngày hôm nay thì chắc là ở đây cũng không có nhiều khổ đau. Nhưng mà ở đây cũng có vài thách thức, đó là trong suốt ngày hôm nay chúng ta cố gắng làm sao để chỉ có ở đây thôi. Đừng về nhà nhé. Tất nhiên ở đây sao về nhà được, mà tâm ý đừng có chạy về nhà. Đừng để tâm ý đi đâu nhé. Đừng nghĩ về quá khứ. Đừng nghĩ về tương lai. Cố gắng làm sao chỉ ở đây thôi. Khó chưa? Khó lắm đó. Đây vẫn là một sự nỗ lực luyện tập. Vì mình muốn bước ra khỏi sự lằng nhằng tầm thường mà. Trước giờ mình thả rong tâm ý, mình chạy lung tung hết rồi. Giờ là mình quyết là ngày hôm nay mình luyện tập là thân mình ở đâu thì tâm mình sẽ ở đó. Mình đến khóa thiền này thì mình chỉ ở đây thôi. Làm sao để mà trong suốt ngày hôm nay mình trở thành một con người đặc biệt hơn ngày bình thường, vượt lên sự giới hạn của bình thường. Hôm nay không dùng điện thoại, không nói chuyện với ai, dầu là gặp người quen thân ở đây vẫn không nhìn, không hỏi thăm. Vì cái quy luật của khóa thiền đó là bạn không được nói chuyện trong suốt khóa thiền, để giúp bạn được vượt ra khỏi sự giới hạn của bạn. Vì bình thường là mình sẽ hỏi thăm theo phép lịch sự, còn hôm nay là một sự đặc biệt khác thường. Đó là bạn không hỏi thăm mà không ai trách bạn hết. Bạn giả đò làm ngơ cũng không ai trách bạn hết. Để làm gì? Để bạn tận dụng cơ hội đó, bạn quay về với chính mình, an trú trong chính mình, cảm nhận cơ thể mình, cảm nhận hơi thở mình, để bạn được thư giãn, để bạn được bình an. 8 tiếng ở đây không phải là để hỏi thăm, không phải là để hướng tâm ra ngoài, không phải để cho tâm mình nó lưu lạc trong quá khứ và tương lai. Thời gian ở đây là để làm sao thân ở đây mà tâm cũng ở đây, là một sự luyện tập. Tâm ở đây là để nó an trú trên thân, trên thọ, trên tâm. Tâm ở đây là để nó được nghỉ ngơi, thư giãn, bình an,
tâm ở đây để nó được hiểu, để nó được thông suốt, để nó có cơ hội vượt ra khỏi sự giới hạn của nó. Tuy rằng là một ngày hôm nay thì hoa đào chưa có thể nở được, hoa chưa nở được, nhưng mà nó đóng góp vào cho cái hành trình lên đường cho một mùa sinh trưởng mới sắp tới rất gần của đại chúng. Mình đang khát khao để được vươn mình, để được bay lên, để được bước ra, để được rộng lớn hơn. Thì khóa tu một ngày này là một cái cơ hội rất lớn để mình nạp đầy năng lượng, để mình đóng góp tích cực cho cái hành trình đó. Vậy nên trong tương lai có những cái chuyển biến mới chính là một phần của cái sự đầu tư này.